Vâng, xin kính chào quý vị và khán giả. Những ai đang quan tâm đến những sự việc của thiền am bên bờ vũ trụ, thì trong ngày hôm nay kênh luật sư Trần Quốc Tú có chia sẻ, nếu hai tu ca ở thiền am bên bờ vũ trụ bỏ trốn thì sao? Và cũng rất nhiều những cái kênh cũng đang chia sẻ rằng là nếu bỏ trốn thì sao? Cho đến giờ phút này thì các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam vẫn chưa có một văn bản nào hay là một sự việc nào để đưa lên công chúng nói về thiền am bên bờ vũ trụ phạm pháp hoặc là bị vi phạm những cái gì. Cho nên theo như tôi nghĩ là nếu mà thiền am bên bờ vũ trụ, những cái tu ca ở đó đến giờ phút này thì chắc chắn là vẫn rất ung dung, chưa có gì phải nghĩ đến việc bỏ trốn cả. Hoặc là những cái tu ca ở trong thiền am bên bờ vũ trụ cảm thấy rằng là mình có thể trụ vững được, đến giờ phút này thì chắc chắn là vẫn cảm thấy là mình trụ vững được, cho nên cũng vẫn không phải bỏ trốn đi đâu cả. Theo như cái sự dự đoán của cá nhân tôi thì có lẽ là các tu ca ở thiền am bên bờ vũ trụ đang đi tìm một điểm mới ở khu vực bây giờ. Thiền am bên bờ vũ trụ hiện tại bây giờ thì cái khu vực đó đang bị cộng đồng, xã hội và nhân dân ở đó lên án quá mạnh. Cho nên là sau cái sự việc này, cho dù là các cơ quan của nhà nước, các cơ quan chính quyền, có kết tội thiền am bên bờ vũ trụ như nào thì chắc chắn là thiền am sẽ không ở cái vị trí đó nữa. Mà hai tu ca đang đi tìm một nơi nào đó rất xa, có thể lại xây một cái căn cứ mới ở đó để tiếp tục làm những cái việc của họ. Vừa rồi thì trên Facebook của các tu ca này có đăng lên là đang ở ngoài Bắc. Như vậy là nếu ở ngoài Bắc thì đi đến ít cái phần trên giáp biên giới, giáp Trung Quốc, thì đó cũng có thể là ở trong Nam các tu ca này không trụ được thì có thể là sẽ chuyển ra ngoài Bắc. Chứ giờ phút này thì vẫn chưa có cái vấn đề gì mà phải nói đến cái việc là bỏ trốn cả. Bởi vì là vẫn chưa có cơ quan nhà nước nào kết tội họ cả. Cho nên đến giờ phút này họ vẫn tự do đi lại ở trên đất nước Việt Nam. Còn về vấn đề là xuất ngoại thì khả năng là hơi khó. Bởi vì là cần phải làm những cái thủ tục có liên quan. Cho nên đến giờ phút này đang có những cái sự việc lụp xụp này thì không thể đi xuất ngoại được, không thể ra nước ngoài được. Có thể là nếu mà trốn thì có thể là sang những cái nước loanh quanh, chẳng hạn như Trung Quốc, Lào, tìm những cái đường vượt biên thì có thể đi được. Còn nếu như tìm những cái đường danh chính ngôn thuận thì chắc chắn là sẽ không đi được. Bởi vì hiện giờ là thiền am vẫn đang rất là lùm xùm. Các kênh YouTube bên chính nghĩa cũng có đang chia sẻ là sẽ trong phạm vi một vài ngày tới nữa thôi là các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan điều tra sẽ vào làm rất mạnh tay để đưa ra ánh sáng những cái gì mà bên fan chính nghĩa gọi là lừa đảo, những cái gì gọi là lợi dụng Phật pháp khoác trên mình chiếc áo của nhà tu để trục lợi. Thì trong cái thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ có câu trả lời. Thì trong cái giờ phút này thì nó vẫn đang là trong cái quá trình điều tra, đang tìm thu thập chứng cứ, cho nên là đến giờ phút này thì vẫn chưa có một cái thông tin nào là họ có tội cả, vẫn chưa có một cái thông tin nào là các cơ quan của nhà nước kết tội họ cả. Cho nên là đến giờ phút này thì những thành viên ở thiền am bên bờ vũ trụ có lẽ là cũng vẫn đang sống rất khỏe, cũng chưa có ảnh hưởng gì cả. Như theo tôi thì chắc chắn là cũng trong thời gian ngắn nữa thôi thì các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ bắt tay vào làm việc và làm việc mạnh tay, đưa ra ánh sáng, đưa ra công chúng, công bố lại tất cả thiên hạ, những ai đang quan tâm và những ai không quan tâm biết được rằng thiền am bên bờ vũ trụ đó vi phạm những cái gì của pháp luật. Thì như cái mức độ vi phạm thì chúng ta chỉ có nghe các kênh YouTube chính nghĩa chia sẻ thì chúng ta đến giờ phút này là chúng ta đã biết, chỉ biết được như vậy thôi, chứ phải chờ đến bao giờ các cơ quan nhà nước, cơ quan
tâm thật họ đưa ra thì chúng ta mới biết được là họ phạm những cái tội gì. Còn những kênh YouTube của Phan Chính Nghĩa là có nói là có thể là họ bỏ trốn, như theo như tôi thì họ sẽ không cần phải bỏ trốn, bởi vì đến giờ phút này họ vẫn chưa có việc gì liên quan đến vi phạm, chưa có ai kết tội cả, cho nên họ vẫn cứ tự do đi lại thôi, không có gì cả. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay hoặc thấy hữu ích, hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và mình sẽ cập nhật liên tục, nếu có những cái thông tin gì mình sẽ tiếp tục cập nhật để toàn thể các bạn cùng biết. Đó là toàn bộ những cái thông tin mình muốn chia sẻ trong cái video hôm nay. Giờ thì thân ái, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.